Hi, chào mọi người. Hôm nay thì mình sẽ làm review trực tiếp luôn, quay live về cái nồi chiên không dầu Ario của cầu Lifestyle. Đây là nồi chiên không dầu cỡ cũng tương đối lớn, 5,5 lít. Cùng với đấy là nó có công suất cũng rất là lớn, 1.700W. Thì như bạn thấy đây thì đây, quay live này thì sẽ thấy cụ thể hơn, chi tiết hơn. Đấy, mọi người có thể thấy được trực tiếp cái nồi chiên không dầu của Clarstyle Aerial. Nhìn rất là đẹp và nó rất dễ sử dụng. Đây là cái dòng nồi cơ. Thật ra với nồi chiên không dầu thì nó chỉ có hai cái chức năng chính. Cho mình thì đấy là mình chọn nhiệt độ và cùng với đấy là chọn cái thời gian nấu phù hợp với cái thực phẩm mà mình muốn nấu thôi. Nồi thì là thiết kế rất là đẹp. Phía đằng trước đây là cái phía bằng inox và tạo màu inox nên là mình cảm giác giống như là trong một cái căn bếp của những đầu bếp chuyên nghiệp ấy. Còn cái phía mặt này là phía mặt cách nhiệt này thì nó làm bằng cái phần giống như là trông giống như là giả phó, giống như phó ấy, nhìn rất là đẹp, rất là sang. Và phần nồi của nó thì cách nhiệt rất là tốt. Trong quá trình nấu thì mình có thể chạm tay vào bên ngoài. Đấy, hai cái phần núm xoay này thì cũng thiết kế rõ ràng nên là một cách rất là đơn giản và dễ sử dụng. Bây giờ thì sẽ thử mở nồi và chiên khoai tây chiên. Đấy, cái đĩa khoai tây chiên ở bên cạnh thì mọi người có thể nhìn thấy. Nồi nồi cũng rất là lớn. Đây, mình sẽ mở cái hồng nồi ra, mọi người có thể thấy được. Đây là lớn như thế này. Thì với lòng nồi 5,5 lít này là mọi người có thể vừa với cả một con gà đây. Nhưng ở đây họ thiết kế rất là an toàn, mọi người để ý cái nắp trắng ở đây. Cái này là để hạn chế cho việc mà mình không chạm tay vào cái nút bấm này, bấm bên dưới. Nút bấm bên dưới là để giúp mình nhân được cả cái lòng này lên ra khỏi cái phần đáy bên dưới. Vậy mà nó hạn chế cái việc mình chẳng may bấm vào thì nó sẽ làm rơi cái đáy bên dưới ra. Đấy. Sau đó là mình sẽ lắp lại. Đấy, một con gà là có thể vừa với cái lòng như thế này. Rất là lớn. Giờ thì mình sẽ thử nha. Còn đây là cái phần chiên khoai tây này. Khoai tây của mình này. Khoai tây này là mua sẵn ở trong siêu thị thì họ đã cắt sẵn rồi. Mình chỉ tháo vào đây thôi. Cái lòng này nó phù hợp cho cái gia đình, những gia đình mà 4 người trở lên. Và những cái gia đình mà có nhu cầu nấu những cái món chiên không dầu lớn ấy, như là cả con gà, cả miếng gà thì có thể sử dụng nồi này rất là thoải mái. Ở đây là cái phím để chọn thời gian này. Và đây là bên này để chọn nhiệt độ này. Thì bắt đầu mình chọn thời gian thì máy sẽ hoạt động. Với cái phần khoai tây chiên như vậy thì mình nghĩ chỉ là tầm khoảng 10 phút thôi. Và mình sẽ chọn nhiệt độ nhanh lên đến, nhiệt độ ở đây thì bạn nhìn thấy là mình có thể chọn lên đến là 200, 180, 150. Thì mình sẽ để cái mức là mình nghĩ sẽ để trong 200 đi. Thì cái tiếng cái nhất là bạn nghe livestream này thì livestream này thì sẽ thấy luôn là được. Nó rất là yên tĩnh. Hai em chào chị Hân Chi. Nồi này dây giờ đang sale, em chuẩn bị nhập về thì cái giá hiện tại bây giờ là 4 triệu 2. Với khách khách đặt hàng mà qua livestream này em sẽ chiết khấu thêm 100.000 cho mỗi người nữa nếu như ai đặt hàng qua cái livestream này. Hai chào anh Tài Nguyễn. Không biết là em nói như này thì mọi người nghe thấy không? Đây, cái tiếng âm thanh mà nồi nấu thì nó sẽ êm như này, nó không ồn, không quá ồn. Nồi thì rất là gọn. Thiết kế lần này của Clarstyle cũng đẹp. Nó không bắn mỡ ra xung quanh, rồi là mình cũng không phải chú ý đến trong cái quá trình nồi làm việc. Nó rất là dễ dùng mà tiện cho các chị ạ.
là những cái món chiên từ trước giờ vất vả như chiên cá hoặc các món gà giết lâu rồi chiên rồi mùi các thứ nó bay ra khắp nhà, thì bây giờ với cái nồi này nó rất là tiện, gần như là không có mùi luôn ấy. Nó gần giống với cơ chế lò nướng nhưng mà với nồi chiên không dầu thì nó sẽ tiện hơn. Ví dụ như là lò nướng thì khoai tây chiên hay những cái món miếng cái thứ thì mình sử dụng nồi nó sẽ khó hơn. Còn đây dùng nồi này thì mình rất là tiện, nó giống hệt như một cái nồi của nấu của mình thôi chị ạ. Bây giờ là đã được còn chắc tầm khoảng 2 phút nữa, 2 phút nữa là sẽ xong món khoai tây chiên. Nhưng mà thật ra không biết là có đang để hơi quá đà hay không, thì chắc để em kiểm tra lại cái mà nếu để lâu quá có thể nấu chưa quen. Sẽ thử ra bỏ ra trước. Và trong quá trình nấu này là em sờ, có thể sờ tay, đặt tay ở đây này, như mọi người thấy là nó không nóng. Còn đây món khoai tây chiên này, gần như là đúng rồi, em phải mở trước như này là phù hợp. Vì nó đã vàng và giòn rồi. Tại vì vừa nãy bắt đầu ngửi thấy mùi thơm thơm khoai tây chiên, làm nghĩ là sẽ phải bỏ ra. Giờ thì lúc bỏ ra thì em sẽ nhấc mỗi cái lòng này không đây này. Đấy, em có thể nhấc nó nhỏ nhẹ này, như này thôi này chị Hân Chi này. Nó rất là đơn giản, nó giống một cái nồi hơn. Còn với lò nướng thì mình sẽ phải sử dụng nó ngại sử dụng hơn, thì nó không tiện lắm. Đây nhá, đây là món khoai tây chiên của em mà em không cho một chút dầu mỡ hay cái gì hết, và chỉ trong vòng là chưa đến 10 phút. Vừa nãy là ban đầu em cài đặt thời gian xem là 10 phút, thời gian mà mọi người thấy, còn bây giờ là em tắt trước. Trước đấy chỉ tầm khoảng 8 phút thôi là khoai tây của em đã chiên nó vàng thơm như này và em không phải thêm dầu mỡ hay cái gì hết. Đây, đấy là sau khi chiên 8 phút mà em cũng không mất thời gian phải đứng chiên hay đảo các thứ gì hết đấy. Mọi người đặt hàng mà qua quá trình em làm livestream như này thì em sẽ chiết khấu mỗi người 100.000 ạ. Tại vì dòng này là em đang chuẩn bị gửi về và vừa rồi thì có sale nên là lấy cũng khá khá. Gà thì em nghĩ là nếu như mà gà cả con ấy thì thật ra nó còn tùy vào cái gà đấy lớn hay là nhỏ nữa. Nhưng mà em nghĩ chắc gà tầm đợt em chiên đùi gà thì hết được khoảng cho chiên đùi gà 200 độ C khoảng 15 phút ấy, là đùi gà. Còn cả con gà thì em nghĩ chắc phải lên đến tầm 20 hoặc 25 phút gì đấy. Mà trong quá trình nấu như này là chị có thể hoàn toàn là có thể thay đổi được cái thời gian nấu. Có nghĩa ví dụ như là chị cứ xem đặt 20 phút hoặc 25 phút, nhưng mà đến tầm khoảng 20 phút hoặc mình ngửi thấy cái mùi giống như mùi chín ấy, thì mình có thể mở ra để mình xem. Dạ ăn ngon. Đấy. Không có một cái miếng dầu nào hết. Còn bây giờ mọi người
Có muốn là em thử chiên đùi gà thì như thế nào không? Nhớ nhé. Nếu như mọi người đặt hàng trực tiếp lúc em đi stream này thì em sẽ chiết khấu, một là sẽ giảm free ship trên toàn quốc này, hai nữa là mỗi người em sẽ chiết khấu 100.000 nữa. Chiên đi à? Ê nhá, em đã chuẩn bị sẵn đùi gà, biết mọi người nhìn rõ không? Đâu nhỉ? Đây. Đây, giờ thì em sẽ thử chiên với những cái đùi gà này nhá. Nếu như là mọi người, thật ra đùi gà muốn ngon nữa thì tùy vào cái mức độ mọi người ướp ý. Mọi người có thể khứa nó ra, xong rồi khứa cái phần đùi ra một chút, xong rồi ướp thêm một tí gia vị hoặc là cái bột chiên xù gì đấy tùy theo nhu cầu mọi người ăn đấy. Thì bây giờ em sẽ thử nha. Cái đùi này là gà khá là to, cái đùi tròn xoe như là củ tỏi luôn. Thật ra cái đùi chỗ phần này chỉ là phần tỏi của gà thôi. Đó. Đây, mọi người thấy rõ không ạ? Ok, giờ thì em sẽ chọn tầm 15 phút đi. Và em để nhiệt độ là 200 độ C. Thế nhé, là bây giờ em bắt đầu. Bên trong này là có 5 cái đùi gà khá là to, đùi củ tỏi. Nói chung là không phải làm gì hết. Bình thường thì mọi người cứ nghĩ đi, việc mà chiên khoai tây ý, thì phải đứng đấy rồi là lật liên tục, không thì vừa cháy mà lại không giòn. Như là chiên gà này thì mỡ nó bắn đi khắp nơi thì chắc là cũng ngại chiên ấy, mà lâu ấy. Mấy lần em chiên thì ông xã em toàn kêu là nấu cái gì mà lâu thế. Đấy, em thấy nồi này thiết kế cũng hay. Nó cái một là cái tiếng ồn của nó cũng khá tốt, hai là cái vỏ ngoài này. Bây giờ thì nó có ấm hơn một chút sau khi sử dụng đến lần thứ hai thì có ấm, nhưng mà cái mức độ ấm rất là nhẹ, một cách nhiệt tốt, thiết kế cũng đẹp, và cái điều nữa là rất dễ sử dụng. Đây, xung quanh nồi nó là như thế này, có thể nhìn từ trên xuống đấy, các cái đường nét thì đấy, em quay xung quanh để mọi người có thể nhìn rõ hơn toàn cảnh của cái nồi này. Phần đặt tay nói chung là nó thiết kế an toàn. Giờ này thì em thấy rất thích cái nồi chiên này của Glassstyle. Với cái lòng nồi lớn như này ấy, thì có thể được một con gà đấy, chứ là không quá to, nhưng mà cái tầm khoảng từ 1,5 cân đổ xuống là mình có thể chiên cả con được. Đây là mình cắt gọn cái phần cổ với cả phần đấy đi, phần phần chân đi, thì những cái phần đấy mỏng thì nó sẽ bị cháy nhanh, bị cháy.
Giờ thì đến tận đến 15 phút liền, không biết là mọi người có thấy lâu quá không? Chào bạn Thanh Hằng nhé, giá hiện tại của nồi đang có khuyến mại là giá 4,2 triệu. Nhưng nếu như mà bạn đặt hàng trực tiếp khi mà đang quay live stream như thế này thì cái nhất là bên mình sẽ khuyến mại hoàn toàn là free ship cộng với là chiết khấu thêm 100.000. Thì nồi sẽ chỉ còn là 4,1 triệu khi đến tay bạn. Cái này là Clutchstyle, thương hiệu của Đức nhé. Một thương hiệu rất là quen thuộc trong cái việc phát triển dòng nồi chiên không dầu rồi máy ép chậm. Đấy là một trong những cái dòng mà Clutchstyle gần như phát triển đi đầu ở Đức. Bây giờ thì là mình đang chiên đùi gà ở bên trong nồi nha. Ở đây là có 4, có 5 cái đùi gà củ tỏi rất là to ở trong này. Và mình đặt cái thời gian là 15 phút cùng với đấy là 200 độ C. Bây giờ một chút nữa là chắc là đến khi nào mà đấy là cái thời gian mình đặt thôi, nhưng mà nó chưa chắc là sẽ không được chính xác lắm tại vì phải có kinh nghiệm nấu nhiều. Còn bây giờ thì mình sẽ dựa vào việc là nếu có thấy mùi mà thơm thơm mình sẽ mở ra để kiểm tra trước khi là thời gian 15 phút để tránh cái trường hợp là để lâu quá thì cháy. Đây, chiên đùi gà. Nếu như mọi người mà chiên gà thì có bao giờ được đứng gần và thoải mái hoạt động như thế này không ạ? Với nồi chiên Clutchstyle thì bên em đang bảo hành 6 tháng ạ. Rồi anh Tài Nguyễn nhé. Hiện tại thì nhà em chuẩn bị có khách. Bắt đầu có mùi và nghe thấy tiếng mỡ xèo 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 bên trong ấy ạ. Đấy, bắt đầu vào thoát hơi nóng ra một chút. Chào anh Tú. Chào chị Dung Nguyễn. Chào chị Nguyễn Thị Huyền nha. Em đang làm nồi chiên, em đang làm live stream trực tiếp cái việc sử dụng nồi chiên không dầu Clutchstyle Aerio của đây là Clutchstyle, là dòng này là dòng nội địa của Đức, hoàn toàn là nội địa. Nói chung là nồi một trong, đây là một trong những cái dòng mới được thiết kế của phần cuối năm 2018 mới bắt đầu có cái mẫu dòng này. Đấy, bây giờ thì là đã được gần 5 phút. Giờ thì mọi người có muốn là giữa chừng bây giờ sẽ mở ra xem không ạ? Vâng, anh Tài Nguyễn ạ, dùng điện 220. Tất cả, gần như là tất cả những cái hàng của Đức ý, thì họ chỉ dùng cái... Dạ ok, chị Hân Chi. Em cảm ơn chị. Anh Tài Nguyễn đây, tất cả những cái dòng nội địa ở Đức ý, thì đa phần là dùng điện 220V. Họ không giống như người Nhật. Nhật thì họ hay dùng 110V. Của Đức thì mình cứ thế mình xài như điện Việt Nam mình thôi. Bây giờ là được 10 phút. Có ai có muốn là bây giờ em sẽ mở ra xem sau 5 phút thì kết quả sẽ như thế nào không ạ? Thì em sẽ mở giữa chừng, bây giờ đúng 10 phút này, vừa lấy là em đặt 15 phút. Khéo, mở ra đã chín rồi. Rồi nhá, giờ em sẽ thử mở ra. Đấy là đúng tròn 10 phút, giờ em sẽ mở ra để xem. Đây anh chị có thể thấy không? Nó đã căng phồng cái đùi gà lên rồi.
cái phần da là bắt đầu vàng vàng rồi, tất cả phần đùi nhìn đã rất là hấp dẫn rồi ấy. Giờ em sẽ để lại, có nghĩa là bây giờ nhìn màu như này thì mình nghĩ là vàng hơn chút nữa thì nó sẽ chín hơn, thì em sẽ đẩy trở lại. Là vừa nãy là mới chiên được 5 phút nha, bây giờ em sẽ đẩy lại thành 10 phút. Đấy. Vừa nãy em mở thử anh Tài nhìn thấy không? Vừa nãy nhìn thấy cái đùi gà nó nở căng tròn lên và da bắt đầu vàng ấy. Mà mới đấy là mới chỉ 5 phút thôi. Đây là em đang làm livestream nên em suốt ngày đứng đây để nói chuyện cùng anh chị. Chứ còn nếu như về nhà mình dùng ấy thì mình chỉ cho thực phẩm vào đây không, mình tháo ra rồi mình đi làm những việc khác thôi chứ mình cũng không phải làm gì hết. Đây là rất là đơn giản. Trong quá trình chiên nấu như này là mình hoàn toàn là mình không phải để ý và mình có thể đi làm việc khác. Bây giờ là được chạy thêm. Trong quá trình nấu cái phần này thì sẽ nóng hơn này, phần này là phần trực tiếp ở phía bên trong này, nhưng mà em vẫn có thể đặt tay vào đây với nhiệt độ bên trong là nhiệt độ 200 độ C nhé, và bên ngoài mình vẫn có thể đặt tay như thế này, hoàn toàn rất là an toàn. Phần nhiệt tỏa ra bên ngoài rất ít nên nó không gây cái môi trường bếp của mình trở nên nóng nữa. Đây là nồi chiên không dầu thế hệ mới của Glassfry. Nó có tên là Aerio và cái dung tích của nó là 5,5 lít, là mình có thể vừa một con gà, nếu như mọi người muốn chiên một cả một con gà thì nó sẽ vừa con được khoảng từ cân 8 một cân rưỡi trở xuống, thì và cắt bớt những cái phần như là cái phần chân đi với phần cổ đi thì nó để cho nó sẽ dễ chín đều hơn, nghĩa là nó không vướng. Và cái phần công suất của nó rất là lớn, công suất là 1.700W. Phần nhiệt độ ở đây thì mọi người có thể điều chỉnh nhiệt độ thay đổi từ 80, 120, 150, 180 và 200. Và là mình sẽ xoay rất là dễ, mình chỉ cần xoay tròn thôi. Ở đây thì đến một cái nhiệt độ mà nồi sẽ tạo nhiệt độ đủ 200 thì nó sẽ ngưng tạm thời lại. Và sau đó khi mà nhiệt độ giảm xuống thì nồi lại tiếp tục cung cấp nhiệt. Như thế là nó sẽ đảm bảo cái việc mà không quá tải cho nồi. Còn đây là phím bên cạnh này là mọi người có thể lựa chọn cái thời gian mình nấu. Là mình có thể nấu từ 0 cho đến 60, mình chỉ cần xoay thôi. Cái việc sử dụng nồi như này rất đơn giản, bất kỳ một ai cũng có thể sử dụng mà không cần một sự hướng dẫn nào hết. Hi, chào chị Bích Ngọc. Chào Ngọc Diệp. Anh đến rồi chị nhá. Anh đang ở nhà ở phòng bên ngoài. Và sẽ có chương trình khuyến mại cho tất cả mọi người nếu như mọi người mà đặt nồi trong quá trình mà em livestream này ấy, thì cái nhất là em sẽ miễn phí ship này. Nồi rất là to ơi, và nồi như thế này ship trong nội địa ở Việt Nam cũng phải từ một từ khoảng 80, nơi gần là 80 cho đến 150 nghìn, nhưng mà em sẽ miễn phí ship này. Ngoài ra thì mọi người sẽ được giảm chiết khấu thêm 100 nghìn nữa trên cái giá nồi hiện tại là 4 triệu 2. 4 triệu 2 là cái giá mà em đang lấy được sale từ Đức nhá, chứ không phải giá thông thường của nồi. Đấy là giá đã rất là ưu đãi rồi. Thì giá cuối cùng về đến tận tay mọi người chỉ còn là 4 triệu 100. Cảm ơn chị Trần Ngọc Bích. Hôm nay thì em làm cái livestream, nói chung là lần đầu tiên làm livestream khi mà em làm clip quay về review những cái hàng gia dụng như thế này. Tại vì là review hàng gia dụng thì nó khá là phức tạp, nên là thường là em sẽ quay và sẽ xem lại cái clip mình làm có rõ ràng không, mọi người có dễ hiểu hay không thì em mới up lên. Còn hôm nay thì với nồi của Clashstyle em sẽ làm livestream để cho mọi người thấy được là nồi bên ngoài thực tế nhìn như nào và cái cách sử dụng rồi mọi cái ứng dụng nó dễ dàng như thế này.
với nồi chiên không dầu thì rất là tiện. Xin chào anh Nguyễn Tường. Anh Tài, sau anh có thể inbox cho em địa chỉ với số điện thoại nhé. Thì hàng là tuần này bắt đầu là thứ hai em sẽ gửi bay về Việt Nam này, thì đến cuối tuần sẽ về đến Nội Bài. Thì anh inbox cho em địa chỉ, tên, số điện thoại thì em sẽ giao hàng tận nhà cho anh nhé. Và cái phần phí thu tiền thì em sẽ thu COD khi giao hàng ạ. Dạ chào anh Nguyễn Tường, giá của nồi hiện tại đang là 4,2 triệu, là giá mà em đã đang được sale ấy, em mua sale. Nhưng mà mọi người đặt hàng qua quá trình em live stream như thế này ấy, thì em sẽ, một là free ship trên toàn quốc, hai nữa là sẽ chiết khấu cho mỗi người 100.000. Thì cái giá mà về đến tận tay mọi người chỉ còn là 4,1 triệu. Cái giá này em đảm bảo là giá bao giá toàn quốc với nồi chiên thế hệ mới của Classify. Hi, chào anh Lâm. Chào anh Lâm nhá. Anh Tường nghe thấy không? Là nồi hiện tại bây giờ đang có giá sale. Cái nồi này thì sau khi kiểm tra một lô nữa em đang để ở bên phòng bên nhà, thì sau một lô này em sẽ chuyển về, thứ hai này sẽ bay về Việt Nam, thì cuối tuần sẽ bay đến Nội Bài, cuối tuần về Nội Bài. Sau từ Nội Bài thì em sẽ theo địa chỉ mọi người đặt hàng thì em sẽ ship trực tiếp thẳng đến địa chỉ của mọi người. Và trong quá trình live stream này, nếu như mọi người đặt hàng thì em sẽ có chiết khấu là giảm 100.000 cho mỗi người và miễn phí ship. Giờ thì em sẽ kiểm tra lại xem là em có nồi đã chín chưa nhé, vì em nghĩ là em ngửi thấy cái mùi thơm rồi. Giờ em sẽ thử xem nào. Mọi người để ý nhé, chỗ này là vừa nãy em đặt 10 phút, bây giờ là đã chạy được là 8 phút, còn lại 2 phút nữa. Bây giờ em sẽ mở trước. Đây ạ, mọi người nhìn thấy rõ không ạ? Đây, biết là mọi người nhìn thấy không? Đây, rất là vàng. Em động đũa vào, nói chung là cái da tanh tách luôn. Đúng như cái đấy luôn. Và em chưa phải, không phải lật này. Thì mọi người, đây cái mặt sau của gà này. Nếu như mọi người muốn vàng thêm một chút mặt sau này thì có thể lật ở những cái phút cuối. Còn lại thì không phải làm gì hết. Còn cái phần 80-90% xung quanh đều đã được vàng giòn như thế này rồi ạ. Không biết là mọi người có nhìn thấy rõ không? Nhìn hấp dẫn không ạ? Vâng, nồi này của Classify, sản xuất ở Đức anh ạ. Trên tem và nhãn mác của nồi thì anh sẽ thấy được địa chỉ với tên công ty của Đức luôn ạ. Nồi này là nồi em đang review và em đã sống ở Đức nên là em làm review đấy ạ. Đấy, mọi người có thể nhìn thấy rõ nhá. Bây giờ thì em còn 2 phút cuối thì em sẽ cho cái phần mặt sau lên. Còn lại thì nó gần như đây, cái phần này là gần như là mặt sau nó cũng được chín rồi, nó cũng vàng. Nhìn rất là thích luôn, nhìn nó căng tròn từng cái miếng đùi một luôn. Rất là thơm, thấy chưa? Tiện, nếu như mà các chị, các anh các chị hoặc ở nhà ấy thì nói chung là bây giờ càng ngày càng làm cho cuộc sống nó đơn giản hơn thì mình cảm thấy thoải mái hơn. Bây giờ em sẽ quay lại 2 phút còn lại. Đấy. Và sau là 15 phút chiên gà này, thêm 8 phút chiên khoai tây thì em vẫn hoàn toàn đặt tay được ở xung quanh nồi như thế này. Cái nhiệt lượng nó tỏa ra, phía đằng trước này sẽ nóng hơn này, phía đằng trước này là phía mỏng hơn và trực tiếp từ cái phía cửa lò ra này. Còn cái phía những xung quanh như thế này thì vẫn hoàn toàn đặt tay được và nhiệt lượng tỏa ra xung quanh rất là ít. Rồi em đẩy luôn đây cái đĩa khoai tây chiên vừa mới chiên như lúc vừa rồi trước đấy, 8 phút đây, khoai tây chiên. Và em không động đũa này, không phải thêm dầu. Đấy, mọi người đã nhìn thấy là nhìn đĩa khoai tây chiên đã thấy hấp dẫn đúng không ạ? Thật sự rất là ngon.
Đây, xin mời mọi người thưởng thức khoai tây chiên không dầu. Còn với khoai tây mà mọi người muốn chiên ở nhà thì phải ngập dầu. Đây là sau 2 phút và nồi đã xong. Bây giờ thì em sẽ gắp cái món gà của em ra. Rồi. Chắc mọi người nghe thấy cái tiếng tách 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 không? Nếu như mà các anh chị mà đặt hàng cho em ấy thì inbox giúp em địa chỉ với cả số điện thoại nhá, thì hàng em sẽ về đến Nội Bài, cái em chuyển về thì em sẽ chuyển trực tiếp theo địa chỉ của anh chị về tận nhà luôn. Đây. Và với cái thời điểm mà trong cái lúc mà em làm live stream này, nếu như mà mọi người đặt hàng ấy thì em sẽ chiết khấu là free ship về tận nhà này. Bất kỳ ở đâu ở Việt Nam em cũng free ship. Với hai nữa là sẽ chiết khấu giảm thêm 100.000, là nồi chỉ còn 4.100.000 là về đến tay mọi người. Đấy. Nồi là hoàn toàn có thể chiên được cả con gà. Đây là sau 15 phút thì những cái đùi gà củ tỏi đây. Ui nóng quá. Đấy chứ mà. Đấy. Kết quả thành quả của quá trình vừa nói vừa giới thiệu và vừa chiên gà với khoai tây. Tổng thời gian sử dụng hết là 23 phút là thời gian hoạt động của nồi. Nó... Và em gần như là không phải làm gì ngoài việc là sau khi chuẩn bị những cái thực phẩm này xong thì chỉ để vào nồi vào đó là đi nói chuyện với mọi người thôi, chứ không phải làm gì hết. Vì vậy mà nếu như mọi người đặt hàng ấy thì vui lòng inbox cho em số điện thoại này, địa chỉ này. Và em giới thiệu một lần nữa là nồi chiên không dầu của Clutch Style là thế hệ mới Aerio. Với dòng này thì 5,5 lít ở trong lòng, mình có thể chiên một con gà tầm khoảng cân 8, 1 cân rưỡi đổ xuống. Và cái công suất của nồi là 1.700W. Với cái nhiệt độ mình có thể thay đổi từ 80 độ C đến 200 độ C ở trong này. Và thời gian mình có thể thiết lập từ 0 cho đến 60 phút để... Và mình hoàn toàn có thể dễ dàng ngưng nồi giữa chừng để kiểm tra là thực phẩm đã chín hay là không. Mọi người đặt hàng trong cái lúc mà em live stream như này thì sẽ được chiết khấu là free ship hoàn toàn về đến tận nhà và giảm thêm 100.000 cho mỗi một đơn hàng. Và xin cảm ơn anh chị và mọi người đã xem cái live stream này, cảm ơn rất nhiều. Nếu như mọi người cần thêm thông tin chi tiết gì thì có thể inbox cho em. Xin cảm ơn ạ. Xin chào chị Thảo Ngọc nha. Chào Hải Yến và chào Thanh Nguyễn nữa. Rồi, còn đây là cuối cùng đen hai cái sản phẩm mà em đã chế biến chỉ trong vòng 23 phút vừa chế biến vừa nói chuyện với mọi người như thế này. Nhờ có nồi chiên không dầu Clutch Style. Xin cảm ơn.